Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Công điện của Ủy ban Nhân dân thị xã về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại. Sau đây là nội dung chi tiết. Công văn của Thị ủy Nghi Sơn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã và Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 của thị xã, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh trong nước đang có những diễn biến phức tạp. Sau 88 ngày liên tiếp không phát hiện ca mắc mới trong cộng đồng, đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm từ người nhập cảnh trong thời gian cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh. Để chủ động phòng chống có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 1699 CDTTG ngày 2 tháng 12 năm 2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại công điện số 1852 ngày 30 tháng 11 năm 2020, công văn số 45 CVTU ngày 7 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng thời, tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ người thân trong gia đình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của ngành y tế. Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh, kịp thời đưa tin, tuyên truyền, cảnh báo về dịch bệnh và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh với tinh thần tự giác, chủ động, không được chủ quan, ngăn chặn xử lý các tổ chức, cá nhân thông tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân. 2. Ủy ban Nhân dân thị xã, Ban chỉ đạo cấp thị xã, chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã, theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng các việc sau. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh phương án và thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo các tiêu chí do Bộ Y tế quy định. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, trọng tâm là những người đến từ vùng có dịch, đi qua vùng có dịch. Tổ chức sàng lọc các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở, cách ly y tế tại các khu cách ly tập trung, cách ly tại nơi làm việc, cách ly tại nơi lưu trú, nơi cư trú, nâng cao vai trò của các lực lượng công an thị xã, Ban chỉ huy quân sự thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã phường trong việc cách ly, kiểm soát chặt chẽ người được cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực thị xã Nghi Sơn, Trung tâm Y tế thị xã, các cơ sở y tế, đơn vị liên quan, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật trong việc sàng lọc, xét nghiệm và điều trị bệnh COVID-19, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Chỉ đạo Công an thị xã, Phòng Văn hóa và Thông tin, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các đơn vị liên quan, tăng cường quản lý nhà nước về thông tin dịch bệnh COVID-19, nhất là trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi tung tin, bịa đặt, gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng chống dịch. Chỉ đạo Phòng Y tế tổng hợp tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy qua Văn phòng Thị ủy và Ủy ban Nhân dân thị xã theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tạm dừng các hoạt động, sự kiện không đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. 3. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp
tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về các hoạt động phòng chống dịch tại cơ sở, đơn vị được giao phụ trách, huy động toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng chống dịch bệnh, tập trung ưu tiên nguồn lực, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. 4. Các cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã tạm dừng các hoạt động sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến khi có thông báo mới. Trường hợp thật sự cần thiết phải tổ chức thì phải có kế hoạch cụ thể để được thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. 5. Các ban của thị ủy, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các phòng ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị xã thực hiện công tác phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của mình, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ và các quy định trong phòng chống dịch bệnh. 6. Giao văn phòng thị ủy phối hợp chặt chẽ với các ban của thị ủy, các phòng ban đội ủy ban nhân dân thị xã, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc và các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và báo cáo Ban Thường vụ thị ủy những vấn đề phát sinh. Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Trương Bá Duyên. Công văn của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Thực hiện công văn số 5210 ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Công văn số 17047 ngày 4 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, hiệu trưởng các trường, cao đẳng nghề Nghi Sơn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1, Tĩnh Gia 2, Tĩnh Gia 3, Tĩnh Gia 4, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nghi Sơn, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tập trung thực hiện một số nội dung sau. 1. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các trường học trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học. Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người nếu không thật sự cần thiết. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. 2. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng. Và các phương án bảo đảm sức khỏe cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường học. Duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định, rà soát bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vận dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. 3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý dạy và học, thực hiện nghiêm túc việc cài đặt, triển khai ứng dụng app an toàn COVID theo yêu cầu tại công văn số 4594 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. 4. Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Báo cáo ngay cho cơ sở y tế nhà nước nơi gần nhất, chính quyền địa phương và thực hiện theo hướng dẫn xử lý trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học tại công văn số 1398 ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các trường, cao đẳng nghề Nghi Sơn, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1, Tĩnh Gia 2, Tĩnh Gia 3 và Tĩnh Gia 4, Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Nghi Sơn, hiệu trưởng các trường, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện, ký thay Chủ tịch,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký, Mai Sĩ Lân. Công điện của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc chủ động phòng chống rét đậm, rét hại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ngành có liên quan. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong những ngày tới tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp phổ biến khoảng 11 đến 14 độ C, vùng núi 7 đến 10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2 đến 3 mét. Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường, thủ trưởng các ngành có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau. 1. Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Tăng tần suất và thời lượng phát các bản tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là hệ thống loa phát thanh của xã phường, để các cấp chính quyền, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển và người dân biết chủ động phòng tránh, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống, đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản đến các cơ quan chức năng và người dân. 2. Tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh, như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than như than tổ ong, than củi để sưởi ấm trong phòng kín cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn gia súc và cơ sở chăn nuôi tập trung khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 3. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống rét cho người vật nuôi cây trồng, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm truyền thống của người địa phương, xây dựng điều chỉnh kế hoạch sản xuất, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện diễn biến của thời tiết. 4. Chủ động bố trí ngân sách địa phương để phục vụ công tác phòng chống, hỗ trợ vật tư, kinh phí, giúp nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người già neo đơn, các hộ nghèo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại như gia cố, che chắn vệ sinh chuồng trại, di chuyển, tập trung các đàn gia súc chăn thả tự do đến nơi tránh rét, chuẩn bị dự trữ thức ăn, vaccine phòng bệnh. 5. Tổ chức kiểm kê thiệt hại về cây trồng, vật nuôi, thủy sản do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại nếu có, để kịp thời hỗ trợ cho người sản xuất theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 6. Chỉ đạo lực lượng y tế tuyến cơ sở đảm bảo cơ sở thuốc, chữa bệnh cần thiết, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. 7. Trạm khí tượng thủy văn thị xã Nghi Sơn theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, tăng các bản tin dự báo, cảnh báo, cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và các đơn vị có liên quan để kịp thời truyền tải thông tin đến người dân và phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai. 8. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. 9. Tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã qua Phòng Kinh tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu thủ trưởng các ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký, Phạm Văn Niệm. Honda Hưng Phát xin kính chào quý khách. Honda Hưng Phát là hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm với 8 đại lý trên toàn quốc. Honda Hưng Phát đã có mặt tại thị xã Nghi Sơn với địa chỉ tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bên cạnh cây xăng Nguyên Bình. Honda Hưng Phát đặt ra tiêu chuẩn hàng chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Với các hoạt động chăm sóc khách hàng chu đáo như rửa xe miễn phí, kiểm tra định kỳ, chăm sóc trọn đời. Trong tháng 12 này, Honda Hưng Phát dành tặng cho khách hàng chương trình đón Giáng sinh dinh quà tặng với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như sau: tặng ngay mũ bảo hiểm có kính chắn gió, check-in ngay quà liền tay với cơ hội nhận thêm một phần quà bất kỳ trên cây thông Noel,
lướt Giáng sinh dinh 5 triệu, lì xì ngày 5 triệu đồng tiền mặt khi mua xe Winner X. Rất nhiều ưu đãi hấp dẫn Honda Hưng Phát đang dành cho quý khách hàng. Nhanh chân lên quý vị ơi, mua xe máy, sửa xe máy, đến ngay Hưng Phát. Thanh xuân như bát phở gà, ngâm xương hầm thịt, hết đà thanh xuân. Ôi giời ơi, chị nấu có bát phở cho mẹ chồng mà than với thở. Mẹ, thời giờ người ta chuộng nhanh gọn ngon, chứ ai dỗi đầu cặm cụi trong bếp cả ngày như thế này, nhà bao việc lại còn thèm phở. Thôi được rồi, để đấy mẹ làm cho. Mở tủ ra, đưa cho mẹ gói phở tím Vi Phong. Phở ăn liền làm sao giống phở truyền thống được ạ? Cứ cãi chèm chèm ra, phở Vi Phong với hai hương vị bò và gà. Hơn 20 năm lưu giữ hương vị phở truyền thống cùng công nghệ sản xuất hiện đại. Phở Vi Phong là sản phẩm duy nhất của Việt Nam đạt top 10 giải thưởng thực phẩm toàn cầu năm 2010. Không sử dụng phẩm màu tổng hợp, an toàn cho sức khỏe. Chuẩn thế mà chị không biết á? Thật thế à? Để con thử xem nào. Wow, sợi phở Vi Phong dai mềm, nước súp đậm đà, ngon quá, đúng vị phở con thèm đây rồi. Mẹ đã bảo mà, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, con muốn ăn phở thì cần Vi Phong cơ. Mẹ là nhất rồi, còn không mẹ, mình làm thêm 2 bát nữa đi, mang lên cho 2 bố con luôn. Không phải dậy, đây. Phở Vi Phong, vị quê hương, vươn thế giới. AGC Bank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa trân trọng thông báo. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank phát hành 5 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2020, kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 1 triệu đồng trên một trái phiếu, tương đương với tổng giá trị phát hành là 5.000 tỷ đồng. Trái phiếu Agribank năm 2020 là cơ hội đầu tư an toàn với mức sinh lời cao dành cho các nhà đầu tư cá nhân tổ chức với số vốn đầu tư linh hoạt, hợp lý. Mức lãi suất của trái phiếu Agribank năm 2020 sẽ luôn cao hơn bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của 4 ngân hàng thương mại lớn Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank từ 1,3% đến 1,5% trên năm. Trái phiếu Agribank có thể cầm cố tại Agribank hoặc bất kỳ ngân hàng nào khác trong trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn. Ngoài ra, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển nhượng, bán, tặng cho, thừa kế. Thời hạn Agribank nhận đăng ký mua trái phiếu từ ngày 2 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại tất cả 2.300 chi nhánh phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank. Ngày phát hành dự kiến 24 tháng 12 năm 2020, nhà đầu tư sẽ được ưu tiên mua theo thứ tự về thời gian đăng ký cho đến khi toàn bộ số lượng trái phiếu được bán hết. Quý khách hàng vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa trên địa bàn thị xã Nghi Sơn để được tư vấn chu đáo. Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa, địa chỉ Tiểu khu 6, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại 02373-861-021. Phòng giao dịch Hải Ninh, Agribank chi nhánh Tĩnh Gia Nam Thanh Hóa, địa chỉ Thôn Hồng Phong, phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại 02373-619-012. Trái phiếu Agribank năm 2020, kênh đầu tư an toàn, lãi suất cao. Agribank man phồn thịnh đến khách hàng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.